Thưa quý vị, tính đến 18 giờ chiều nay, Bộ Y tế cho biết cả nước đã ghi nhận thêm 14 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 11 ca tại Đà Nẵng, Quảng Nam, 1 ca. Như vậy là tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có tổng cộng 1.007 ca, trong đó 666 ca trong nước, 542 ca điều trị khỏi và 26 ca tử vong. Cụ thể có 4 ca tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 24 đến 65, gồm 6 ca là người chăm sóc, 5 ca tại Bệnh viện Đà Nẵng, 1 ca tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, 1 ca là F1 của các bệnh nhân trước đó, 1 ca là nhân viên y tế và 1 ca là bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. 1 ca tại Quảng Nam, bệnh nhân nam 26 tuổi có địa chỉ tại Duy Thành, Duy Xuyên, Quảng Nam là F1, là chồng của bệnh nhân 775 và anh vợ của bệnh nhân 671, điều trị tại khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Bệnh nhân thứ 1.000 tại Khánh Hòa là bệnh nhân nam 33 tuổi, là chuyên gia quốc tịch Philippines, nhập cảnh từ Hàn Quốc vào sân bay Cam Ranh và được cách ly tại Khánh Hòa ngay sau khi có kết quả dương tính. Một ca tại Thành phố Hồ Chí Minh, đây là bệnh nhân nam 27 tuổi. Ngày 29 tháng 7, bệnh nhân từ Guinea Xích Đạo về sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN6 và được cách ly ngay. Sau khi hết thời gian cách ly sau khi nhập cảnh, ngày 14 tháng 8, bệnh nhân về Thành phố Hồ Chí Minh cách ly tại nhà, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 19 tháng 8. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.